Xin chào mọi người. Hôm nay mình mua được sữa tươi ngon nguyên chất, nên mình sẽ tiếp tục làm món da u ván dày đúng chuẩn Đà Lạt. Để da u có lớp ván vàng dày thì phải làm bằng sữa bò tươi nguyên chất mới vắt. Sữa này phải không bị pha nước. Sữa bò tươi khác với sữa bò tiệt trùng là chưa bị tắc béo. Hôm nay mình làm hai loại hũ để đựng da u, đó là hũ thủy tinh và ly dùng một lần. Hũ thủy tinh thì mình trụng nước sôi úp xuống để tự khô, còn ly dùng một lần thì cũng phải sạch sẽ và khô ráo. Công thức hôm nay mình dùng 2,4 lít sữa bò tươi nguyên chất, 2 lon sữa ông thọ nếp giật, 6 muỗng canh đường, một chút xíu muối và 3/4 hũ sữa chua cá nhà làm. Sữa chua này phải làm từ 3 ngày trở lại và phải để về nhiệt độ phòng trước khi làm. Sữa khi vừa bắt đầu nấu, mình sẽ nấu ở lửa lớn và phải khuấy liên tục để không bị khét ở dưới đáy. Khi sữa sôi thì mình sẽ nấu ở lửa nhỏ và nấu thêm 5 phút nữa. Bây giờ mình sẽ cho 2 lon sữa ông thọ nếp giật vào, rồi khuấy đều. Tiếp theo, mình sẽ cho 6 muỗng canh đường và một chút xíu muối vào. Khuấy cho tan hết đường. Để sữa mau nguội, mình ngâm sữa vào một thau nước lạnh và thỉnh thoảng khuấy đều để sữa không bị đóng một lớp ván phía trên. Khi sữa nguội gần khoảng 47 độ C, mình sẽ khuấy hũ sữa chua cái thật mịn. Sữa chua cái thật mịn thì sữa chua làm ra mới mịn được. Kiểm tra sữa còn khoảng 47 độ C bằng cách áp tay vào thành nồi, thấy sữa còn nóng ở mức tay vẫn có thể chịu được. Bây giờ mình sẽ cho 3/4 hũ sữa chua cái này vào và khuấy nhẹ nhàng cho sữa và sữa chua cái hòa thật đều với nhau. Mình luôn ủ da u bằng thùng xốp hoặc thùng đá như vậy vì nhiệt độ được ổn định và làm rất là dễ thành công. Mình cho sữa vào ca có miệng để rót sữa được nhanh và dễ, vớt hết bọt trên mặt, rồi nhanh tay rót sữa vào hũ để sữa vẫn giữ được độ nóng thì việc lên men cũng dễ hơn. Mình chỉ xếp sữa vào khoảng 2/3 thùng. Sau đó sẽ vớt hết bọt để da u làm ra được láng mịn và đẹp mắt. Mình dùng giấy sạch đậy lên rồi làm thêm lớp thứ 2 và lớp thứ 3 cũng như vậy. Tiếp theo, mình sẽ dùng hai cái ca có nắp đậy, đổ nước sôi vào rồi cho vào khoảng trống còn lại trong thùng. Hai ca nước này sẽ tỏa ra hơi nóng trong suốt thời gian ủ. Sau đó đậy kín nắp thùng lại, phủ một cái khăn dày lên rồi ủ 4 tiếng. Và sau 4 tiếng ủ,
Đây là da u đúng chuẩn Đà Lạt, lớp ván vàng dày, mùi rất thơm, úp ngực được luôn khi mới vừa ủ xong. Cảm ơn mọi người đã xem. Nếu thích cách làm này, nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé.